Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa thọ tưởng hành thức uẩn là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận nhãn xứ là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa nhãn xứ là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận nhĩ tĩ thể thân ý xứ là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa nhĩ tĩ thể thân ý xứ là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận sắc xứ là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa sắc xứ là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận thanh hương vị xúc pháp xứ là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa thanh hương vị xúc pháp xứ là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận nhãn giới là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa nhãn giới là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận nhĩ tĩ thể thân ý giới là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa nhĩ tĩ thể thân ý giới là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận sắc giới là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa sắc giới có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận thanh hương vị xúc pháp giới là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa thanh hương vị xúc pháp giới là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận nhãn thức giới là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa nhãn thức giới là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận nhãn xúc là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa nhãn xúc là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận nhĩ tĩ thể thân ý xúc là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa nhĩ tĩ thể thân ý xúc là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận địa giới là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa địa giới là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì thân cận thủy hỏa phong không thức giới là đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, vì xa lìa thủy hỏa phong không thức giới là có đệ bát địa sao? Xá Lợi Tử đáp, cụ thọ không phải. Mãn từ từ hỏi, nếu vậy tôn giả nói những pháp nào là đệ bát địa, làm sao để tôi hiểu rõ được cái nghĩa thú của tôn giả nói mà thọ trì đúng lý? Xá Lợi Tử đáp, nếu trong tánh bình đẳng của các pháp, dùng trí như thật biết tánh bình đẳng nên chứng tánh bình đẳng, do trí này nên sự làm đã dứt,
Ở trong này tôi không thấy đệ bát địa, cũng lại không thấy biết trí bình đẳng. Trong đây không có ngã, không có ngã sở, sao lại ở trong đó mà có thể hỏi liên tiếp vậy? Mãn từ từ hỏi, vì sao lời nói trước sau của tôn giả đều trái ngược vậy? Nghĩa là lời nói trước là tất cả tịnh giới đệ bát địa. Đối với một giới Bồ Tát khi mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của các Bồ Tát thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến vô số phần không bằng một. Này lại nói ta ở trong đó hoàn toàn không thấy có đệ bát địa và trí. Xá Lợi Tử đáp, lời nói trước của tôi là vì người mới học, không vì người đã nhập tánh bình đẳng. Lời nói trước của tôi là muốn khiến cho hữu tình vào chánh pháp, không vì người đã nhập tánh bình đẳng. Lời nói trước của tôi là vì muốn hữu tình biết đại thừa, tu hành vượt qua nhị thừa, không thuyết thật tánh bình đẳng của các pháp. Lời nói trước của tôi là muốn hữu tình hiểu rõ như thật về sự thủ thắng của Phật thừa, đại thừa và tịnh giới, cho nên nói như vậy. Giả sử tất cả hữu tình ở thế gian đều thành tựu đệ bát địa, người kia có được tịnh giới, nhưng đối với một giới Bồ Tát khi mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của các Bồ Tát thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến vô số phần không bằng một, chứ không thuyết thật tánh bình đẳng của các pháp, xa lìa ngã và ngã sở, sao lại trái ngược nhau? Lại nữa, Mãn Từ Tử, tất cả tịnh giới của dự lưu Nhất Lai, Bất Hoàn, A-La-Hán và Độc Giác, đối với một giới Bồ Tát khi mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của các Bồ Tát thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến vô số phần không bằng một. Cụ thọ nên biết có những người muốn làm cho tịnh giới của Thanh Văn Độc Giác hơn giới Bồ Tát là vì muốn làm cho tịnh giới Thanh Văn Độc Giác hơn giới Như Lai. Nên biết người kia muốn tranh đua hơn thua với Như Lai, ví như có người tranh giành với vương tử, nên biết người kia muốn tranh giành với vua. Như vậy, nếu có người muốn làm cho tịnh giới Thanh Văn Độc Giác hơn giới Bồ Tát là vì muốn làm cho tịnh giới của Thanh Văn Độc Giác hơn giới Như Lai, nên biết người kia muốn tranh giành hơn thua với Như Lai. Vì sao? Mãn Từ Từ, vì không thể hơn pháp của các Bồ Tát được, cho nên Bồ Tát là chân pháp vương tử. Lại nữa, Mãn Từ Từ, ví như có người không tay không chân mà lại nói như vậy, tôi muốn bơi qua bờ biển bên kia. Lời nói kia hư dối không thật, bởi vì tăng thượng mạng nên nói như thế. Như vậy, nếu có Thanh Văn Độc Giác nói như vậy, giới của ta hơn giới Bồ Tát, nên biết lời nói kia hoàn toàn không thật. Vì sao? Mãn Từ Từ, vì công đức Bồ Tát ví như biển lớn, người ngu kia thật sự không có tay chân mà lại nói ta bơi qua khỏi biển lớn. Như vậy, có người chỉ đến nhị thừa, thật sự không có công đức thủ thắng của Bồ Tát, nhưng lại nói ta thủ thắng hơn tịnh giới Bồ Tát. Điều này không thể có. Vì sao? Mãn Từ Từ, vì tịnh giới Bồ Tát không có ngần mé. Mãn Từ Từ liền hỏi cụ thọ Xá Lợi Tử, do nhân duyên gì mà nói tịnh giới Bồ Tát không có ngần mé? Xá Lợi Tử đáp, do tịnh giới Bồ Tát giải thoát vô lượng hữu tình phạm giới ác, an lập vô lượng hữu tình giữ giới thanh tịnh. Mãn Từ Từ lại hỏi cụ thọ Xá Lợi Tử, tôn giả đã nói người phạm giới ác là khái niệm thế nào? Xá Lợi Tử đáp, chấp ngã ngã sở và các phiền não khác gọi là phạm giới ác, nghĩa là nắm giữ tưởng hoặc tưởng ngã, tưởng hữu tình, tưởng danh mạng, tưởng sự sống, tưởng sự nuôi dưỡng, tưởng sĩ phu, tưởng chúng sanh, tưởng có, tưởng không, các tưởng như vậy và các phiền não khác là khái niệm về phạm giới ác. Sự hiển lộ tịnh giới Bồ Tát có thể giải thoát vô lượng hữu tình, như vậy là đã nói phạm giới ác số lượng không ngần mé. Lại nữa, tịnh giới của các Bồ Tát làm an lập vô lượng hữu tình, khiến trụ tịnh giới là Bồ Tát an trụ sự đắc tịnh giới đại thừa, số lượng không ngàn mé, Thanh Văn Độc Giác đều không bằng, thù thắng hơn tịnh giới Thanh Văn Độc Giác. Lại nữa, Mãn Từ Từ, các Bồ Tát hơn tất cả Thanh Văn Độc Giác, nghĩa là tu tịnh giới Ba La Mật Đa, hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Mãn Từ Từ hỏi Xá Lợi Tử, vì sao tịnh giới hữu lậu của Bồ Tát hơn tịnh giới vô lậu của nhị thừa?
Xá Lợi Tử đáp: Vì tịnh giới vô lậu của thanh văn độc giác chỉ cầu tự lợi, hồi hướng niết bàn. Tịnh giới Bồ Tát vì độ thoát vô lượng hữu tình, hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế nên tịnh giới hữu lậu của Bồ Tát hơn tịnh giới vô lậu của nhị thừa. Lại nữa, Mãn Từ Tử: Nếu tâm các Bồ Tát phát khỏi tịnh giới, có phân biệt giới hạn khi lợi ích hữu tình, thì sự phát khỏi tịnh giới của các Bồ Tát này không hơn được tịnh giới vô lậu của nhị thừa, không gọi là tịnh giới Ba La Mật Đa. Nhưng nếu tâm các Bồ Tát không có phân biệt giới hạn, chỉ vì độ thoát vô lượng hữu tình, cầu Đại Bồ Đề nên phát khỏi tịnh giới, thì sự phát khỏi tịnh giới của Bồ Tát này hơn hẳn tịnh giới vô lậu của nhị thừa, gọi là tịnh giới Ba La Mật Đa. Lại nữa, Mãn Từ Tử: Như mặt trời mọc, phóng ra ánh sáng lớn, làm ánh sáng của lửa đom đóm đều chìm mất. Bồ Tát tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa cũng vậy, hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, hơn hẳn tịnh giới của tất cả thanh văn độc giác hồi hướng niết bàn. Lại nữa, Mãn Từ Tử: Như mặt trăng xuất hiện, chiếu ánh sáng lớn, khiến ánh sáng các ngôi sao đều bị lu mờ. Bồ Tát tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa cũng vậy, hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, hơn hẳn tịnh giới của tất cả thanh văn độc giác hồi hướng niết bàn. Lại nữa, Mãn Từ Tử: Khi Bồ Tát nhớ nghĩ về Như Lai, hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí do khỏi tâm lực tương ưng thủ thắng, nên được tịnh giới Ba La Mật Đa, bây giờ gọi là hành tự hành xứ hơn tất cả thanh văn độc giác. Mãn Từ Tử liền hỏi cụ thọ Xá Lợi Tử: Nếu Bồ Tát không hiện khỏi tâm trí nhất thiết, thì khi ấy Bồ Tát gọi là gì? Xá Lợi Tử đáp: Nếu Bồ Tát không hiện khỏi tâm trí nhất thiết, thì khi ấy Bồ Tát gọi là tâm vô ký an trụ liên tục. Lúc đó Bồ Tát này gọi là đầy đủ giới Bồ Tát. Đối với giới Bồ Tát chưa gọi là hủy phạm, không gọi là xả bỏ tịnh giới Bồ Tát. Nếu khi Bồ Tát không hiện khỏi tâm trí nhất thiết mà Bồ Tát hồi hướng thanh văn hoặc độc giác, thì khi ấy Bồ Tát xả bỏ Bồ Tát địa, mất tự hành xứ. Nếu các Bồ Tát bất kỳ khi nào hồi hướng địa vị thanh văn hoặc độc giác, thì khi ấy các Bồ Tát này đối với vô thượng thừa gọi là chết. Tuy chẳng phải là chết thật nhưng cũng gọi là chết. Như thầy huyễn thuật hoặc đệ tử nắm tay một bé nhỏ dẫn lên cầu thang cao, nhà ảo thuật cắt thân thể ra từng phần vứt xuống, khi đó mọi người đều nói đứa bé kia đã chết, thương xót buồn khóc, sanh khổ não lớn. Đứa bé này bỗng dưng chết mất, thân thuộc chúng tôi làm sao thấy lại. Bồ Tát cũng vậy, bỏ Đại Bồ Đề thối lui an trụ địa vị thanh văn độc giác, mất trí nhất thiết nên biết như là chết. Cũng như đứa bé kia tuy không chết nhưng thân thuộc lại tưởng chết. Lại nữa, Mãn Từ Tử, ý thầy thế nào tịnh giới Bồ Tát cùng với tịnh giới của phàm phu thanh văn độc giác có khác nhau không? Mãn Từ Tử đáp: Các giới như vậy, các tánh chân như thật không khác nhau. Xá Lợi Tử hỏi: Các giới như vậy, pháp tánh chân như, tuy không khác nhau nhưng cũng có tướng khác nhau, tướng khác nhau đó nên nói thế nào? Mãn Từ Tử đáp: Như các Bồ Tát cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, phàm phu thanh văn độc giác không như vậy. Như vậy tịnh giới của Bồ Tát cùng với các giới kia nói có khác nhau. Xá Lợi Tử nói: Bởi vì tịnh giới của Bồ Tát hơn tịnh giới của các phàm phu thanh văn độc giác, nghĩa là giới Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí gọi là tịnh giới Ba La Mật Đa, giới khác không như vậy nên nói là khác nhau. Vì sao? Mãn Từ Tử: Vì tịnh giới Bồ Tát hơn 3.000 đại thiên thế giới và vô lượng vô biên hữu tình, trừ tịnh giới của Phật Thế Tôn, đối với tịnh giới khác là đệ nhất tối thắng. Vì sao? Vì tịnh giới Bồ Tát đưa vô lượng vô biên hữu tình giải thoát sanh tử và các đường ác. Do nhân duyên này nên tịnh giới Bồ Tát đối với tịnh giới của các phàm phu thanh văn độc giác là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Lại nữa, Mãn Từ Tử: Như núi Tuyết Sơn đầy đủ sự hùng vĩ của ngọn núi, các núi khác không bằng. Nếu núi nào đầy đủ sự hùng vĩ đều được gọi là núi Chúa, nếu không đủ sự hùng vĩ thì không được đặt tên là núi Chúa. Tịnh giới của Bồ Tát cũng vậy,
vô hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không xa lìa cầu trí nhất thiết trí, gọi là tịnh giới ba la mật đa, tịnh giới của độc giác thanh văn phàm phu, không muốn cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, xa lìa sự cầu trí nhất thiết trí, không gọi là tịnh giới ba la mật đa. Lại nữa, mãn từ từ, tịnh giới của các bồ tát hơn hẳn tịnh giới của phàm phu thanh văn độc giác. Mãn từ từ liền hỏi cụ thọ xá lợi tử, do nhân duyên gì mà tịnh giới của chúng đại bồ tát hơn hẳn tịnh giới của phàm phu thanh văn độc giác? Xá lợi tử đáp: tịnh giới bồ tát hơn hẳn là vì lợi lạc tất cả hữu tình, hồi hướng cầu trí nhất thiết trí. Phàm phu thanh văn độc giác không có như vậy, cho nên tịnh giới bồ tát hơn hẳn tịnh giới của phàm phu thanh văn độc giác. Mãn từ từ khen ngợi cụ thọ xá lợi tử: lành thay, đúng vậy, đúng vậy, đúng thật như lời tôn giả nói. Khen ngợi tịnh giới bồ tát như thế, làm cho bồ tát càng siêng năng tinh tấn thọ trì tịnh giới bồ tát. Tôn giả nhất định phải nương thần lực của Phật mà nói tịnh giới của các bồ tát hơn hẳn tịnh giới của phàm phu thanh văn độc giác. Lúc bấy giờ Phật bảo A Nan Đà: thầy nên thọ trì giáo pháp tương ưng với tịnh giới ba la mật đa của các đại bồ tát, đúng như lời diễn thuyết của Xá Lợi Tử và Mãn Từ Tử. Diễn thuyết như vậy chắc chắn không hư dối. Giả sử có người đem núi rượu cao bay lên cõi phạm thế rồi gieo xuống dưới, người kia gieo rồi phát lời thành thật chắc chắn. Nếu giới bồ tát hơn các tịnh giới của phàm phu thanh văn độc giác thì hãy làm cho núi rượu cao trụ ở trong hư không, nói rồi liền trụ chắc chắn không rơi xuống. Vì sao? A Nan Đà, vì trừ giới của Như Lai ra, chỉ có giới của các bồ tát đối với tịnh giới khác, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, là tối là thắng, là tôn là cao, là diệu là vi diệu, là thượng là vô thượng. Khi ấy Xá Lợi Tử nhờ thần lực của Phật thấy cách cõi Phật này có một cõi Phật ở phương đông quá trăm ngàn cõi, trong ấy hiện có Như Lai vì vô lượng trời người tuyên thuyết chánh pháp. Bấy giờ Phật hỏi Xá Lợi Tử: thầy thấy quá trăm ngàn cõi ở phương đông có một cõi Phật hiện có Như Lai vì vô lượng chúng thuyết chánh pháp phải không? Xá Lợi Tử thưa: bạch Thế Tôn, con đã thấy, nhưng chưa biết vị Phật ở cõi kia hiệu là gì. Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: thế giới Phật kia tên là Minh Đăng, trong ấy Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện đang thuyết pháp hiệu là Nguyệt Quang. Vị ấy có một đệ tử thanh văn tên là Hữu Đành, có thần thông đệ nhất, dùng sức thần thông qua lại thế giới khác, dùng tay phải nắm lấy núi rượu cao bay lên cõi phạm thế rồi thả xuống. Vị kia vừa thả xuống rồi phát ra lời thành thật chắc chắn: trừ giới của Như Lai ra, chỉ có giới bồ tát đối với tịnh giới khác, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, là tối là thắng, là tôn là cao, là diệu là vi diệu, là thượng là vô thượng. Lời nói như thế không có hư dối, làm cho núi này trụ ở giữa hư không, nói rồi liền thấy trụ lại không bị rơi xuống. Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: thầy lại thấy núi rượu cao kia trụ giữa hư không chẳng bị rớt xuống phải không? Xá Lợi Tử bạch Phật: bạch Thế Tôn, con thấy vậy. Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: núi kia trụ ở hư không là do nương vào tịnh giới của Bồ Tát, trừ giới của Như Lai ra, phát lời thành thật chắc chắn hơn giới của phàm phu thanh văn vân vân, cho nên ta nói nhất định không hư dối. Đệ tử thanh văn trong chúng của Phật kia bằng sức thần thông qua lại thế giới khác, dùng tay phải nắm lấy núi rượu cao bay để trên cõi phạm thế rồi thả rớt xuống, thả rồi lại phát ra lời thành thật chắc chắn, nói rồi núi kia liền trụ giữa hư không, là chứng tỏ lời ta nói nhất định không hư dối. Khi đệ tử thanh văn của Như Lai kia nương vào giới Bồ Tát mà phát lời thành thật, chắc chắn làm cho núi kia trở về lại chỗ cũ. Xá Lợi Tử thấy rồi liền khen ngợi: bạch Thế Tôn, thật là kỳ lạ, giới các Bồ Tát phát ra lời thành thật, oai lực khó nghĩ, tất cả thế gian không ai sánh bằng. Xá Lợi Tử liền bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu có người muốn hơn giới Bồ Tát, nên biết người kia muốn hơn giới Như Lai. Vì sao? Vì trừ giới Như Lai ra, không có giới nào hơn giới Bồ Tát. Nếu tu tịnh giới Bồ Tát viên mãn, tức gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác, thế nên giới Bồ Tát là thủ thắng hơn. Mãn Từ Tử liền hỏi cụ thọ Xá Lợi Tử: khó có người thối lui tịnh giới phải không?
Xá Lợi Tử đáp, nhất định không có Bồ Tát trụ tâm Bồ Tát, rồi lại còn có thối chuyển. Nếu có thối chuyển thì chẳng phải Bồ Tát. Như người bắn tên giỏi, nếu bắn mũi tên không trúng đích thì nên biết người kia không phải là người bắn tên giỏi. Bồ Tát cũng vậy, nếu không phát tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, tùy siêng năng tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, nhưng không hồi hướng trí nhất thiết trí, thì nên biết người kia không đầy đủ giới Bồ Tát. Lại nữa, Mãn Từ Tử, nếu các Bồ Tát tu các công đức không biết làm thế nào để hồi hướng trí nhất thiết trí, thì nên duyên nơi công đức của Thanh Văn Độc Giác, nói là sự cầu trí nhất thiết trí, nên biết những vị kia do đó cũng được gọi là đầy đủ giới Bồ Tát. Vì sao? Mãn Từ Tử, vì vị kia không có phương tiện thiện xảo của Bồ Tát, không hiểu được hồi hướng trí nhất thiết trí, duyên nơi công đức của hàng nhị thừa, cho là sự cầu trí nhất thiết trí, trong lòng ưa thích không làm tổn hại, nên cũng gọi là đầy đủ giới Bồ Tát. Vậy, chỉ giới Bồ Tát do có hồi hướng trí nhất thiết trí, nên được gọi là chỉ giới Bồ Tát, hộ trì tịnh giới Ba La Mật Đa. Người kia về sau nếu gặp bạn lành, duyên nơi trí nhất thiết trí, chân thật hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhất định sẽ chứng đắc trí nhất thiết trí. Hết quyển thứ 586.